Hai sáng nay Giang chào tất cả mọi người nha. Hiện tại thì Giang đã có mặt ở dưới quê của Giang nha mọi người. Thì trước giờ Giang làm video cũng có nhiều anh chị là hỏi Giang á, là quê ở đâu. Thì Giang là quê ở Bến Tre nha mọi người. Hiện tại thì nhà Giang ở xã Thạnh Hải, huyện Thành Phú, tỉnh Bến Tre. Ở phía sau cái tay của Giang chỉ đây nè mọi người là biển nha mọi người. Ngày hôm nay thì Giang sẽ về quê. Hôm nay Giang sẽ làm một cái video là đi mót dưa hấu nha mọi người. Cái mùa này là cái mùa dưa hấu mà dạ như người dân ở đây người ta sẽ trồng xong người ta sẽ bán xong rồi. Rồi xong rồi còn sót lại những cái trái dưa hấu trên những cái cánh đồng đó mọi người. Nên là Giang sẽ đi mót về ăn nha. Đây nè, Giang quay phía trước cho mọi người xem. Cánh đồng dưa hấu đó mọi người thấy xa xa không? Có rất là nhiều dưa hấu luôn đây, nhưng Giang bung lại cho mọi người xem đó. Trời rất là nắng nha mọi người. Trời rất là nắng. Nhưng mà hôm nay thì Giang không phải Giang mót ở đây nha mọi người. Là Giang mót ở gần mé biển luôn. Ở phía tay của Giang chỉ là qua khỏi cái đám dương xa xa đó nha mọi người. Đó, Giang có chuẩn bị trước một cái túi nha. Đó, hôm nay thì Giang sẽ đi ra biển. Mời mọi người cùng xem hết video của Giang nha mọi người. Giang sẽ đi mót dưa. Còn nhà Giang là ở phía trong này nha. Ở phía trong này. Nhà Giang ở gần biển á mọi người. Nên là mọi người biết sao không? Gió biển nó thổi vô rồi cái nó mang những cái bụi á, nên là lúc nào phải che vậy nè mọi người. Mọi người thấy không? Che cái bạt này mà nó đen hết luôn, nó màu đen nhưng mà nó thổi thành màu xám hết luôn mọi người. Giang có chuẩn bị cái túi nè. Còn khu trong này là nhà của Giang nha mọi người. Nhà này thì cha của Giang ở. Đó. Thì mẹ của Giang là ở nhà trong kia. Nói chung là nhà Giang có hai cái nhà, không phải Giang khoe nhưng mà có hai cái. Hồi xưa là nhà cũ thôi, mấy anh em của Giang còn nhỏ là ở căn nhà này, sau này lớn lên thì cha mẹ Giang xây thêm một cái trong kia nữa. Đó. Thì hôm nào có video sau thì Giang sẽ quay chi tiết về căn nhà xưa của Giang cho mọi người xem nha. Đó, còn bây giờ thì mình sẽ đi ra biển nha mọi người. Đi hướng này nha. Đó. Phong cảnh ở dưới quê Giang á, cái mùa này là chuẩn bị mùa gió Nam nha mọi người. Mùa gió Nam. Mùa gió Nam thì nó thổi từ hướng bên đây qua. Còn mùa gió trướng là thổi từ ngoài biển vô nha mọi người. Mùa này thì trời rất là nắng. Thôi bây giờ đi thôi mọi người ơi. Đi kiếm ít trái dưa về để ăn. Đem lên Bình Dương ăn nha mọi người. Bây giờ là cũng là 9 giờ sáng rồi nha mọi người. 9 giờ trưa rồi. Trời nắng nóng lắm. Đó, phía nhà của Giang ở trong kia những người ngay cây dừa mọi người. Đi ra đoạn ở đây. Ở đây thì mọi người thấy nguyên một cái đám bắp không? Đám bắp của chị hai của Giang đó mọi người. Trồng bắp quá nhiều luôn. Thơm lắm mọi người, mình đứng dưới gió này nè. Cái gió thổi cái hơi của cái rau bắp đó, nó thổi vô trong mũi mình nó thơm lắm mọi người. Giờ đi thôi, tiếp tục đi thôi, đi nhanh nhanh ra ngoài thì Giang sẽ quay tiếp cho mọi người xem nữa nha. Ở trong này thì từ đây đi ra đó 200 m, hơn 200 m nha mọi người. Nhưng mà trời nắng nóng quá. Ở đây nha mọi người, cái hiện tại cái chỗ mà cái đám dưa mà của Giang móc là đất của ông anh Tư của Giang nha mọi người. Đó, thì nhà ở phía trong này nè. Sớm Giang đi trong này đi ra hai anh em, anh ba và anh Tư. Còn anh ba thì ổng đang cắt dây dưa ở trước á. Để Giang quay nguyên cái ruộng dưa mà ổng cắt cho mọi người xem nha. Rồi đấy mọi người. Thì dưa thì nói chung người dân người ta thu hoạch xong á, anh của Giang thu hoạch xong á thì sẽ cắt cái dây ra. Cắt cái dây cho nó chết khô vậy nè mọi người. Đó. Thì mình chuẩn bị mùa mưa xuống á thì sẽ trồng cái vụ khác nha. Đó mọi người thấy không? Dưa cũng như dáng giống như dưa dạt á, dưa nhỏ nhỏ vậy á thì người dân thương lái người ta không có mua nên là bỏ đi nha mọi người. Cũng như giống mấy cái này bỏ đi nhiều nhiều ngày rồi trời nắng nó héo nó hư á mọi người. Thì giờ mình phải đi mót. Giang phải đi mót về táo nào ăn được thì mình ăn. Chứ bỏ nó uổng mọi người. Đó. Nhiều lắm mọi người thấy không? Nhiều lắm. Ở xung quanh đây là người ta trồng dưa lắm mọi người. Dưa hấu nha mọi người. Trời nắng quá mọi người ơi. Đó. Mọi người thấy không? Nếu mà cái dây này mà chưa cắt ra thì nó còn cái trái xanh xanh như vậy nè mọi người. Đó, mình sẽ lượm về. Mình lượm về mình ăn. Bỏ tủ lạnh mọi người để ăn.
Thì cái dưa này á, thì cái dưa 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 mót này á, thì nó không có thuốc thang gì nha mọi người. Dạng như cuối mùa rồi người ta không có bón phân, không có xịt thuốc thêm nữa, để tự nó có bao nhiêu, nó có không có thì người ta cũng bỏ thôi, người dân người ta cũng bỏ thôi. Địa điểm của Giang Mót là qua cái đám dương đó nha mọi người. Ở tay nắng người ta nghỉ đi chứ. Thì hôm hôm tâm sự nói mặn để dành dụm tiền đâu, cái mặn thấy ghê tí rồi. Hai vợ chồng của ảnh mặn nha mọi người. Hôm nay có dịp cận cảnh quay đất của ảnh cho mọi người xem luôn. Đất của ổng nhiều lắm, rộng thênh thang. Em xin phép anh chủ dưa em quay video anh nghe. Cơm nước gì dưa thấy ngược nắng mọi người ơi, quay đây ngược nắng. Sáng không ăn, nói ăn mì gói rồi. Tư vấn nè, tư vấn mùa dưa năm nay như thế nào? Nay thì thấy nói chung là được, ngon á. Bán được nhiêu tiểu ra? 57 triệu rồi. À, mùa năm nay thì nói chung là tổng được 2 tháng nha mọi người. Thì bán được 57 triệu, từ tiền phân to ra cũng lời được phân nửa vậy đó. Đây mọi người, cũng dưa mà Giang mót là như giống dưa này nè mọi người đó, không mới hái nè, còn tươi lắm. Thì tí xíu nữa đi qua cái đám dưa này, dưa này đi ra ngoài đó cũng có một đám dưa nữa để mót. Rồi bây giờ đi thôi mọi người, giờ Giang sẽ đi qua cái đám dưa này nha. Đám dưa này là đám dưa của Dượng Hai Giang nhé mọi người. Nói chung là đám dương của ổng là lâu năm rồi, đám dương này lâu năm lắm rồi. Ở trong này là nếu mà mình đi bẫy rắn này kia cũng có lắm mọi người, bẫy rắn đâu mọi người thấy ghê. Mấy cái chỗ mà rùm 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 lùm vậy nè, hóc hóc vậy nè, rồi có bẫy rắn, mình đặt bẫy rắn nó vô vô lắm. Ở đây rắn rắn bự không à, lâu lắm mà Giang không có đi vô trong này á mọi người. Hồi xưa Giang còn nhỏ, Giang hay đi gom cái lá này về về để Giang đốt, Giang ung bò. Rồi đây mọi người ơi, bây giờ đi ra tới cái đám dưa nha mọi người. Giang thấy tái cũng nhiều lắm mọi người ơi đó. Bây giờ Giang sẽ mót dưới đây nha, đó quá trời tái, tái bự không à. Nhiều lắm mọi người ơi. Rồi bây giờ đi hái thôi mọi người. Giờ Giang kiếm cái trái nào chín chín thì mình mới hái nha. Nói chung là nhiều lắm mọi người. Đây, đây một trái nè. Đó mọi người thấy không, cái dây ngọn của nó nhỏ xíu à, nhưng mà nó cho được một cái trái dưa bự nữa. Cái này muốn hái bao nhiêu thì hái rồi nha mọi người. Tại vì dưa này dưa ngọn, dưa mót rồi. Anh Tư của Giang hôm qua ổng kêu ra đây hái về mà ăn, chứ để là nắng nó hư hết mọi người. Đó mọi người thấy không, nó nám vàng vàng nè, mọi người thấy cái màu nám của nó không nè, thấy không, trời nắng nó ám quá, nó nắng nó ám quá đó. Trái này cũng 1 kg nha mọi người, trái 1 ký. Thì nãy giờ Giang đi ra đây đường xa mọi người, không có xách xe đi được, thì chắc Giang cũng hái mấy trái à. Chứ 5-6 kg mà xách đi xa xa xách không nổi đâu. Đấy, mọi người
người nghe tiếng kêu nó không? Đã lắm. Đó. Còn cái dây này thì nó chết dây mọi người. Mọi người thấy không? Cái màu nó nám nám cũng vàng vàng nữa. Là nắng nóng đó mọi người. Nè. Nắng nóng nó chuẩn bị hư. Nhiều lắm nha mọi người. Chung hái hết cái này đúng cá được chạy tắn á. Dạ hái có mấy tay mà đã nặng rồi mọi người. Năm trái rồi. Đây mọi người. Cái này nữa đi. Ok. Còn nhiều lắm mọi người mà hái không nổi. Cái này giống như bà con hay là hàng xóm ai muốn hái thì xin. Xin thì mình hái gì mình ăn thôi. Đây Giang mới hái tái dưa nhỏ rồi mọi người. Tái này nhỏ rồi chứ mà nó chín lắm hầu nữa Giang cắt cái tái ra cho mọi người xem nha. Ở gần gần ở đây thì mọi người xem video cũng thông cảm với trời gió mọi người, trong gió mà biển nó thổi ùa ùa. Chắc Giang hái bao nhiêu đây là đủ rồi mọi người ơi. Bây giờ Giang sẽ đi vô trong cái bụi dương kia Giang ha. Chẻ một trái ra mời mọi người ăn chung với Giang nha. Nãy Giang hái 2 4 6 7 trái mọi người. 7 trái này cả chục ký nặng lắm. Kiếm thêm một trái nữa nè. Em ơi. Trái này giống như hồ lô mà bị sâu mọi người thấy không, sâu nó cạp nè. Tại do mình không có xịt thuốc á. Rồi sâu nó tấn công nó cạp vô. Hái thế này luôn. Điều thế này là không ngon rồi nha mọi người. Giang bỏ thế này. Trái đó nó bị mềm à. Người thấy nó tươi vậy chứ nó mềm xèo, tái dưa nó mềm xèo. Đây còn đựng trái mà chưa chín nha. Mọi người biết sao chưa chín không? Để Giang chỉ cho mọi người thấy cái lông của nó không? Nè. Thấy cái lông của cái cuống mà nó còn nhiều như vậy nè. Là tái dưa mình nó là tái dưa mình nó không nó chưa chín nha mọi người. Có lông lông nè mọi người, thấy cái lông nó không? Đó. À, bí quyết của nhà vườn. Nhiều lắm nha mọi người, tái lừa thư đó. À, để kiếm cái tái nào ngon chín thì mình mới hái. Cái sống á mình hái về mình ăn cũng không được đâu. Nó cong bỏ phí. Ok lắp mấy cái ống rồi để tưới nước rồi mà. Đang tái thôi mà. Cái này chín. Thôi Giang nghĩ là hái hết giá như nhiêu đây là đủ rồi mọi người, xách không nổi. Giờ đi vô trong cái bụi dương này mát mát á, Giang chẻ dưa ăn cùng với mọi người nha. Rồi giờ Giang mới vô tới gốc dương rồi mọi người. Trời thì ở ngoài biển á mọi người rất là nắng nóng nha. Đó Giang nãy Giang trong này phía bên đây Giang mới đi vô nè. Giờ ngồi đây thì gọt tới dưa ăn cùng với mọi người nha mọi người. Sáng Giang đi Giang cũng có đem theo con dao nữa nè. Giờ Giang gọt tới dưa nhỏ hồi nãy nha. Hồi nãy Giang nói Giang gọt tới dưa nhỏ nè. Gọt thì chín không? Giờ mới đặt vô cái nứt luôn mọi người. Đặt vô cái nứt luôn. Chín như lắm nha mọi người.
Đó. Chính đó rực luôn. Mà mọi người thấy không? Rất là đẹp. Đây mọi người ơi. Cái màu tươi không? Bởi vì dưa mình mới hái ở trên ở ngoài đám vô á, nên là cái màu tươi đó á. Vậy nhưng mà mọi người nghe. Ôi trời. Đi đâu về hả? Kéo cây gì vậy? Cây gì vậy? Rồi, mời mọi người nha. Rất là ngọt nha mọi người. Mời mọi người miếng nha. Có dưa này nhỏ nhưng mà chín dữ thiệt. Ngược sáng có thể mọi người không thấy á. Hồi sáng này Giang mới ăn cơm rồi mọi người, nên Giang thấy dưa này ăn không nổi, ăn không trôi luôn. Thật chất là ngọt, ngọt mát. Thì ở quê của Giang, nhà Giang gần biển lắm mọi người. Mọi người thấy chim chóc nó hót không? Khu này là cái đám dương rừng của đám dương ngoài mé biển á, dương phòng hộ của vườn hai của Giang mọi người. Nên là mấy cái cây này lâu năm lắm. Nói chung là cái tuổi đời của nó là hơn cái tuổi của Giang luôn mọi người. Giang thì năm nay 30 mấy tuổi rồi, sinh năm 90 á mọi người. Là mấy cây này nó có trước Giang. Nó to ghê. Chắc. Thôi Giang xin phép mọi người, Giang kết thúc video tại đây nha mọi người. Chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Mọi người yêu thích video cho Giang xin một like và đăng ký kênh nha. Giang làm nhiều video nấu ăn và giải trí dưới quê hơn nữa cho mọi người xem nha mọi người. Bye bye mọi người nha.